quý vị và các bạn trở lại với kênh Lộc Hưng miền Tây. Hôm nay mình có dịp đi ngang qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long nha. Và mình có ghé review cho các quý vị và các bạn xem nhà thờ Trà Ôn nha. Nhà thờ Trà Ôn đang chuẩn bị đón Tết nha quý vị. Đây là nhà thờ Trà Ôn nè quý vị. Còn mình mời quý vị cùng mình vào trong để đồng hành cùng mình để xem mình review không khí chuẩn bị đón Tết ở nhà thờ Trà Ôn như thế nào nha. Rồi xin mời quý vị cùng đồng hành với mình nhé. Rồi mình sẽ đi vào bên trong. Cái cửa chính bị khóa rồi, mình đi vào cửa phụ thôi. Đây là dãy ghế ngồi để chắc để hội họp gì đó quý vị, hay là để bên ngoài để vui chơi, mình cũng không rõ nè. Mình bước vào bên trong giống như một cái công viên quý vị, giống một cái vườn thượng nguyễn. Một tượng chúa nằm ở trong vườn này. Ở đây có trồng bắp rồi quý vị, chắc hướng đến là chắc ăn như bắp rồi. Rồi mình sẽ đi xung quanh cái sân của nhà thờ nha quý vị, rất là rộng lớn rồi quý vị. Đây phía đằng sau lưng cái vườn thượng nguyễn cũng có cái cổng vào này quý vị. Rồi bây giờ mình vào bên trong nha. Đây cũng trang trí những cái tiểu cảnh này quý vị, những cái bậc thang bắt qua cái giống như cái hồ Đông Bộ vậy đó, cái hồ nhỏ. Những cái cầu có trang trí những cái đèn led sẽ lung linh vào ban đêm đó quý vị, nhìn cũng rất là rực rỡ và rất đẹp quý vị. Đây những đèn led hình trái châu nè quý vị, hình ông sao nè. Rồi mình sẽ đi tiếp nha quý vị. Rồi mình sẽ tiến vào gần bên trước mặt chánh điện nha quý vị. Mặt chánh điện mà phía bên tay phải là tháp chuông nha quý vị, rung chuông mỗi ngày nha quý vị. Wow, một cây mai và một cây đào quá đẹp luôn quý vị ơi, siêu to khổng lồ. Quay ánh nắng hơi bị chói, mong quý vị thông cảm nha. Đây cây mai khổng lồ rồi quý vị, trang trí được cây mai khổng lồ rất đẹp. Cái bên cây mai là cây đào ấy. Mình còn chuẩn bị thêm công trình gì đó không cô? Vậy hả? Chắc phía trước cái hàng đá chắc cũng chuẩn bị để bông hoa Tết thôi cô. Cắt
cô đang chuẩn bị những công trình chuẩn bị cho Tết hôm nay nha quý vị. Những quy mô hoành tráng đó quý vị. Cái cây này là chắc chuẩn bị là cây bông tuyết nè quý vị. Còn đây là cây đào rồi quý vị. Đỏ rực bầu trời luôn. Thánh đường đây quý vị. Cũng đang hoàn tất chuẩn bị công việc chuẩn bị Tết rồi quý vị. Nhìn cây mai tưởng là cây mai cổ thụ không đó quý vị. Siêu to khổng lồ luôn quá trời luôn. Thoải mái tự sướng luôn quý vị ơi. Check in mỗi tay luôn. Bên đây cây đào cũng thế luôn. Hai cây siêu to khổng lồ luôn. Đây được trải thảm đỏ cho những quý khách bước vào tham quan này quý vị. Ngoài bước vào bên trái với bên phải cũng có một cái căn nhà xây theo lối truyền thống thôi quý vị. Bên trong có màn hình tivi luôn quý vị. Còn ở bên phải chúng ta cũng y như vậy thôi quý vị. Đây mình sẽ vào trong review cái nhà truyền thống. Rất là dân dã quý vị ơi. Đây màn hình tivi luôn. Có cả cái chum, cái chậu gì nè. Cũng đồ cổ rồi quý vị. Đây cũng đang xây nên chưa có hoàn thiện hết nha quý vị. Rồi mình sắp kết thúc video rồi quý vị ơi. Cảm ơn quý vị đã xem video. Nếu thấy video hay và bổ ích, nhớ like, share và nhớ đăng ký mở tiếng chuông để nhận thêm nhiều video hay nhất mới nhất của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video kế tiếp. Bye bye quý vị nha. Rồi mình đi về đây.